Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Chúng ta gặp nhau tối hôm nay để lại tiếp tục được lắng nghe câu chuyện của một nhân vật nào đấy. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp nhân vật của tuần này mọi người nhé. Đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến chị Tonya và gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hoàng Anh, đó là tên khai sinh của em. Nhưng mà mọi người chắc là sẽ hơi xa lạ với tên Nguyễn Hoàng Anh đó. Thì nếu như một cái tên khác đi thì mọi người nghe quen hơn. Mon Hoàng Anh thì sao? Đúng rồi. Ngày hôm nay thì em rất là vinh dự có cơ hội được ngồi ở đây chia sẻ những cái câu chuyện. Có những cái câu chuyện mà có khi mọi người đã biết rồi, nhưng có những câu chuyện mọi người lại không biết. Thì em rất là vui khi mà ngày hôm nay được gặp chị cũng như là được ngồi nói chuyện với mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Chắc là mình vô. Rồi, thực ra uống cũng bất an lắm, biết biên tập để gì trong đây. Mời em chị. Không có mùi vị gì hết á. Cuộc đời nó sẽ không có phải là tinh khiết như thế này. Cuộc đời nó sẽ luôn có rất là nhiều vị. Nếu như buộc phải ngay lập tức tại thời điểm này chốt một cái từ khóa mà em nghĩ rằng là nó chính là cái từ khóa xuyên suốt trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một cái lời đề nghị cực kỳ hay của chị Tonya dành cho em. Nó cũng rất là khó. Nhưng mà trong đầu em từ trước giờ cũng đã có một cái keyword. Khi mà em có lớn lên hay là sau vài năm nữa, em vẫn sẽ dùng cái từ khóa đấy, là từ khóa đánh đổi. Đánh đổi, tiêu cực hay tích cực đây? Thì trong cuộc sống chúng ta lúc nào cũng sẽ có hai mặt giống như đồng xu ấy. Nên là em nghĩ là cái từ đánh đổi này nó sẽ nằm vào hai mặt. Giờ Hoàng Anh muốn bắt đầu câu chuyện từ cái điểm mốc nào, từ cái sự kiện nào? Em nghĩ chắc là từ cái lúc mà em... Đăng Quang Á Quân. Đăng Quang Á Quân đi. Mời em. Ok. Em là người đưa cái idea là thi Rõ Hơn Việc Nhí cho ba em. Mùa 1 em cũng có coi với ba em và gia đình em rất là thích The Voice Kids 2013 và thích được cái format của cái chương trình đó. Lúc đầu ba mẹ em cũng không muốn hướng em mà đi theo nghệ thuật. Tại vì là biết là cái con đường này nó lúc đấy nó đang còn hơi mù mịt, nếu vẫn chưa có gì gọi là chắc chắn cả. Cho nên vẫn muốn hướng em là học xong đi làm một cái nghề gì đấy, kiếm lương tháng đủ ăn rồi cưới vợ xong. Nhưng mà một cuộc đời căn bản. Căn bản đúng rồi. Nhưng mà chị Tonya biết mỗi con người sinh ra đều có một cái sứ mệnh. Lúc nhỏ đó em lại cảm nhận là mình đã có một cái sứ mệnh gì đó nó khao, nó to lớn hơn là một người bình thường. Cho nên là lúc đó là em cứ quyên quyết là em phải tham gia bằng được The Voice Kids. Thì bắt đầu ba mẹ em cũng kiểu bây giờ mày tham gia thì mày phải đi học, mày phải đi học hát chứ mày lên mày hát như bình thường thì ai mà chọn đúng không? Đã tham gia đã bỏ công sức ra là phải hết mình. Thế là em quyết định em đi học hát. Chú Khánh là một người khiếm thị luôn luôn theo sát em. Thì em với chú rất là thân với nhau và đã chọn bài ra để đi thi là bài Hơi Dây Lên Rẫy. Và chị thấy cái thời điểm đó hát một cái bài hát của người dân tộc, nhưng mà mẹ mặc đồ hiện đại, tóc lại còn theo kiểu Hàn Quốc. Nó gọi là nó hơi gọi là tà bí lù ấy. Nó hơi gọi là thập cẩm. Nhưng mà em với ba em lại thấy nó hay. Thế bắt đầu là mang cái hình tượng đó và mang cái bài hát đó đi thi. Thì rất là may mắn là em lọt qua vòng gửi xe. Thì bắt đầu cái con đường của em bắt đầu là sẽ đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mà em được bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh, được đi trên máy bay. Thế bắt đầu là bước chân xuống đất Sài Gòn. Lại thay thêm nữa là cái gì? Nóng. thời điểm đấy em ở ngoài Bắc cũng nóng. Nhưng mà cái nóng này nó khác ở ngoài Bắc. Không có oi bức. Nó nóng hay kiểu nóng. Nó ôn hòa. Đúng rồi chị, nó ôn hòa. Lên trên xe trung chuyển của chương trình về khách sạn nhận phòng. Một cái khách sạn cực kỳ to lớn mà trước giờ em chưa được ở. Mình được như kiểu mình được tiếp đón một cách như kiểu là rất là long trọng. Ngầu rồi. Mình cũng chưa cảm nhận được hết nhưng mà cũng thấy ngầu, cũng thấy kiểu mát mặt. Thì bắt đầu vào hôm đó thì em chỉ quen đúng một người là ba em. Còn lại em không quen ai hết trơn luôn. Em không biết ai trong đó hết. Những bạn thì ở Lai Châu, những bạn thì ở Hà Nội, những bạn thì ở Sài Gòn, miền Tây, miền Trung, từ Nam ra Bắc, mọi người tụ họp lại. Thế là phải mất khoảng đến 2-3 ngày thì em bắt đầu em mới nói chuyện được với một vài bạn ở trong The Voice Kids. Thì đó là cái gọi là ấn tượng ban đầu, là nó hơi lạ lùng một xíu. Tiếp đến là đồ ăn. Wow, đồ ăn trong Sài Gòn thì nó đối với em thời điểm đó, em không ăn được cái gì cả ngoài ăn cơm. Cơm trắng. Cơm trắng và cơm chiên. Còn lại những cái món khác em không ăn được. Nhưng mà cuối cùng ba em nói với em một cái câu mà em nghĩ là ủa, đến bây giờ em nhận thức lại thì nó không chỉ là cái thời điểm đó mà thời điểm sau này khi mà em qua nước ngoài hay là qua một cái đất nước chưa từng tới, mình cũng phải mang cái câu đó trong người là phải thích nghi. Em phải thích nghi được, nếu không thích nghi được thì đi về. Bây giờ mình muốn ăn thế này nhưng bây giờ cái thời điểm đấy nó chỉ có như vậy thôi, mày có ăn không? Không ăn được thì đi về. Thế là em nghe xong một cái sự tiếp nhận của một đứa 10 tuổi nó lại không được như bây giờ. Đúng rồi, lúc đó làm sao em chỉ biết khóc.
xong rồi bị bất mãn là tại sao tự nhiên bây giờ em lại chọn cái con đường đó, tự nhiên dồn mình vào cái con đường khó như thế này, trong khi mình ở nhà mình thích ăn mình ăn, thích ăn thì mình ăn, mình thích đi đâu mình đi, hay mình thích làm gì mình làm, tự nhiên giờ mình phải gò bó mình trong một cái khuôn khổ của một chương trình khó dở đó. Em vẫn làm theo ba em, tại vì ba em là một người rất là nghiêm khắc và rất là gọi là quy chuẩn quy củ, cho nên là bắt buộc phải ăn, ăn cái gì cũng được, kể cả ba em cũng ăn, ăn không được ba em cũng nói với em sau này là ba ăn cũng không được nhưng tao phải ăn. Là sao giờ tao phải có sức tao đi theo chứ, mang đồ xách đồ đi theo chứ, chứ không ăn sao tiếp tục được. Thì các hành trình nó đã diễn ra như vậy, như vậy đó là những cái sự mới lạ, những cái sự lạ lùng của em khi mà em mới tham gia The Voice. Thì qua mỗi vòng thì em đều được gặp các cô chú tiền bối, các anh chị nghệ sĩ cho em những cái lời khuyên, cho em những cái bài học. Ngay cả các bạn thí sinh cũng cho em những cái bài học về cách trình diễn, về cách biểu cảm gương mặt như thế nào đó. Mình cũng thấy mọi thứ được kiểu mở mang tầm mắt. Và thực sự Sài Gòn cực kỳ là hoa lệ, gọi là nó lớn ở trong mắt em thời điểm đó. Thời đó có Vitexco rồi. Có rồi. Mà chưa có lăn mắt sau lưng em thôi. Đúng rồi, nhưng mà nội cái Vitexco thôi là đã xỉu ngang rồi. Xỉu ngang rồi. Chứ chị nghĩ Hải Phòng thì có chị. Hải Phòng đi, em nói thật với chị, em đi trong lòng bàn tay hết luôn. Thế em nhớ hết đường luôn. Còn Sài Gòn này không nhớ được. Mình từ một cái thành phố nhỏ, mình đi lên thì cũng phải có sự ngỡ ngàng chứ. Đúng rồi. Ai cũng vậy thôi. Sau đó thì qua mỗi vòng thì coi lại cái chuyện em thi là một cái bản năng là em thi hết mình thôi. Nhưng mà đến vòng chung kết thì nó là một cái câu chuyện khác. Tại vì là vòng chung kết chị có thể theo dõi là có 3 bạn thí sinh thi trong cái vòng đó để chọn ra quán quân và 2 á quân. Thì mỗi người sẽ phải hát 3 tiết mục. Tiết mục đầu là tiết mục cá nhân. Phần thi tiết mục thứ hai là kết hợp với lại một khách mời. Cuối cùng là kết hợp với lại là huấn luyện viên của mình. Thì thực sự lúc đầu em với ba em mang một cái tư tưởng là tham gia để học hỏi, để cho em được cọ sát. Ai mà biết đi ba vậy. Em không nghĩ đi sai vậy luôn á, em với ba em cũng không nghĩ đi sai luôn. Lúc đầu ba em chỉ nghĩ là mày đi đến vòng đối đầu thôi, ba về, ba cho mày về. Mày thích làm gì mà mua gì cũng được, mua Lego, mua đồ chơi, tại em rất thích Lego. Thế là cứ đi xong về, nhờ ba tập hết thêm rồi lại đi làm nghề khác hay gì đó, xem sao. Tiên càng đi, đến qua vòng đối đầu, cũng vui đi. Rồi đến vòng live show tưởng tạch. Live show 2, vào tiếp. Live show 3, show 4, đến live show 7. Lúc đó ba em với em không còn là nghĩ là đi chơi nữa rồi. Bắt đầu phải tập trung, tĩnh rồi. Bắt đầu vòng bán kết để chọn ra 3 thí sinh. Là bắt đầu là phải chuẩn bị bài vở, là thực sự là phải nghiêm túc rồi. Nghe em tên mình xứng danh vào chung kết cái em kiểu wow. Ba em ở dưới đứng lên. Rồi em lúc đó em chỉ kiểu vui mừng theo kiểu lại một cậu bé 10 tuổi. Sau đó vòng chung kết bắt đầu ba em lại nói một câu nữa. Nó cũng rất là hay, ba em luôn luôn nói với em những cái câu gọi là hơi triết lý. Nhưng mà nó lại thực sự đúng với cái thời điểm đó. Là ba em nói là đến vòng chung kết rồi thì thi làm gì nữa. Trình diễn có nhiều việc nhiều thôi. Đúng rồi, không mang cho mình cái tâm thế nặng nề nữa. Ôi lúc đó em đang căng thẳng thì em hát đến tận 5 bài lận. Cái phần tiết mục cá nhân của em là em đã hát đến 2 bài rồi. Là bài mashup. Sau đó là em tập tiếp bài opera tiếng Anh, à không, tiếng Tây Ban Nha, kết hợp với chị khách mời, một bài ballad nhẹ nhàng, bài mới sáng tác của cô chú Hồi Anh Lưu Giang. Em phải học nhớ lời, học giai điệu để kết hợp với cô chú. Không những dừng lại ở hát, em đã giới thiệu lúc đầu em phải vừa hát vừa nhảy. Thì cô chú Hồi Anh Lưu Giang đập luôn, chung kết nhảy. Bài tiết mục của em hát bài mashup riêng là em hát 2 bài, em nhảy cả 2 bài luôn. Em nhảy dance pop. Đến bài opera, học thuộc lời Tây Ban Nha, lúc đó em đang có nhận thức cực kỳ kém. Được cái thuộc lời tốt. Thế cũng về học rồi ba em dò lời cho em. Chị biết kiểu phim nó mới tiếng Việt đấy. Ừ, đấy sao phải đọc về tôn là phải lê này nè, phải đi chữ e lên đấy. Cái từ đánh đổi mà em đã dùng để làm keyword ngay từ đầu chương trình, nó ráp vô đúng cái giai đoạn của chung kết The Voice Kids. Thì em thấy lúc đó mình đã đánh cái gì để đổi được cái gì? Em đánh được rất nhiều về bài học, về kinh nghiệm, về tên tuổi, thương hiệu, về hào quang. Và em mất sức khỏe. Cũng đúng, em mất thanh xuân, tự do. Những cái trò chơi thơ bé. Sau đó, tại vì kết quả thì mọi người biết rồi. Yeah. Thế thì sau cái đêm chung kết đó thì sao? Sau đêm chung kết đó thì cái thứ đánh đổi nó vẫn theo em tiếp. Là bắt đầu em ra ngoài em không còn được thoải mái nữa. Và cũng có một cái thứ mà khiến cho em thắc mắc thời điểm đó là tại sao mà trên YouTube em coi những cái bình luận. Thì cái bất ngờ dành cho em tưởng là những cái bình luận nó phải mang cái tính chất khích lệ, nhưng mà không, lại mang tính chất công kích. Thì em mới thắc mắc, em mới hỏi ba em là tại sao lại có những cái bình luận đó, trong khi đây là một chương trình cho trẻ con mà. Em tưởng chỉ có những chương trình người lớn mới có mấy cái đó thôi. Thì lúc đó thì cũng là một cú sốc.
tinh thần. Tại vì là em đọc được những cái bình luận nó hơi nặng nề. Chỉ em là có một cái... hối hận không? Cậu bé 11 tuổi lúc đó tự dưng cái mình chiến thắng, cái mình được nhận những cái điều mà ủa sao nó lại là như vậy? Thì lúc đó em có hối hận là biết vậy không đi thi đâu. Lúc đó mình có lẫy vậy không? Lúc đó thì may mắn một cái là em không có bị nạn. Cái quan trọng là có những chỉ trích nó phi lý. Nhờ những cái đó nó mới hình thành được em ngày hôm nay. Nó hình thành được cái việc là em bỏ qua được những cái lời mà nó... Em tự nhận thức được là những cái nào nó tốt em nên tiếp thu, mà những cái nào nó không tốt thì em có thể có đó thành động lực, hoặc là em có thể bỏ qua tai. Nó làm cho em biết được là showbiz nó không có dễ dàng. Trong showbiz vốn đã không dễ dàng, cái nhìn của người ngoài dành cho showbiz cũng không phải là một cái nhìn dễ dàng, cho nên là thật sự khó khăn thì cũng bước qua thôi, có vấn đề đâu, thế chưa cũng bước qua. Nhưng cái quan trọng là mọi người đừng quên rằng 9 năm rồi, còn bước cao hay bước thấp thực ra chúng ta cũng không thể là người đón nhận, chỉ có một mình Mon mới biết được rằng là bước lúc đó là bước cao hay là bước thấp. Thế thì em có một cái cú bước rất là quan trọng mà đôi khi chính chị cũng cảm thấy bất ngờ, là đáng lý ra với cái việc mà em bước ra từ The Voice Kids, em đang định vị mình là một cái ca sĩ solo rất là tiềm năng luôn. Vậy thì tại sao lại có một Hoàng Anh là thành viên của một nhóm nhạc? Trong 2 năm sau khi em đăng quang xong thì em cũng nhận được rất là nhiều chương trình em có thể mang cái tên tuổi của mình đi. Trong cái 2 năm đó em cũng suy nghĩ rất là nhiều, cũng đắn đo rất là nhiều, không biết là nếu như sau này mà có một cái chương trình gì đó mà mình nhóm nhạc mình có tham gia hay không, hay là mình vẫn tiếp tục là cứ đi diễn solo như này. Thì đột nhiên B6 tự nhiên nó hiện ở trên điện thoại của ba em. Và ba em lại là người ngỏ lời ngược lại cho em để em tham gia B36. Tại thấy em thích nhóm nhạc, rồi thấy em cũng thích làm việc nghệ thuật. Và lúc đó em đọc cái chương trình đó thì em thấy cũng khá thú vị, tại vì là vừa nam vừa nữ thấy cũng hay ho. Thế là chỉ cũng là một cái mang tư tưởng là đi thử, được không được thôi. Tại lúc đó em cũng đã có cái tên tuổi Á quân giá Việt Nhí rồi. Đúng rồi. Lại tiếp tục đi chơi, lại cuối cùng lại đi vào thật. Lại trở thành thành viên chính thức của B6, lúc đó là 10 thành viên. Thế lại bắt đầu ba em lại thêm một cái cuộc hành trình tiếp nữa. Thời điểm đó thì em lại chuyển trường, thêm một cái giáo án mới, một cái nơi mới, lại bắt đầu phải học. Rồi lại phải vừa hoạt động ở bên này, vừa đi thi bên này, xong rồi vừa học ở bên kia. Kiểu vậy. Em đến bây giờ nếu mà có ai mà hỏi em mà có hối hận hay không thì em vẫn trả lời là không. Kể cả hỏi em có hối hận khi mà thi The Voice không thì em cũng nói là không. Hận làm gì khi mà nó đã chuyển xong rồi? Đúng rồi. Thì B6 thì mọi người vẫn thấy trong thời Hoàng Kim ấy, cực kỳ sôi nổi, cực kỳ năng động. Nhưng mà cũng sẽ có những lúc mà nhóm nhạc nó sẽ không được thịnh hành ở Việt Nam. Cái này là ai cũng biết. Thị trường Việt Nam bây giờ đang cực kỳ chuộng ca sĩ solo. Không có một cái cơ hội nào cho nhóm tụi em để được phát triển cái điều đó. Cho nên là càng ngày, bắt đầu từ năm 2019 là bắt đầu nhóm em không còn giữ được cái phong độ nữa, không giữ được cái lửa nữa. Lúc đấy nhóm em đang rơi vào trong một cái khủng hoảng tuổi mới lớn. Cho nên là mọi thứ nó trở nên trên trao, nó mơ hồ nữa chứ. Mơ hồ cũng chưa phải là từ để mà có thể diễn tả, chị nó còn phải gọi là mù luôn. Nó mù mịt luôn, nó chưa có một cái lối ra nào luôn. Vậy thì cái mà ban nãy em nói về cái việc là em dây dứt với cái khát khao đó, nó là cái gì? Từ năm 2022, năm ngoái, là bắt đầu cái khát khao đó bắt đầu nó châm lửa em và nó bùng lên. Chị tưởng tượng là cái này cũng sẽ có thôi, nhưng mà thực sự là sẽ rất là ít nghệ sĩ đi xem show của một nghệ sĩ khác và mang trong mình cái khát khao muốn được. Đúng. Đây là em mới chỉ là một cái người vô danh thôi. Không hẳn là vô danh, nhưng mà ý là nó chưa đủ để có thể leo lên được một cái sân khấu lớn. Nhưng mà có những câu chuyện mà em đọc được là của những nghệ sĩ lớn, họ ở dưới họ xem những cái nghệ sĩ mới, nó mang cho một cái cảm xúc cực kỳ gọi là khát khao. Và em đang đồng cảm được với những người đó, mặc dù em chưa phải là gì cả, nhưng mà mình thấp bé nhưng mình cũng muốn được đứng ở trên sân khấu lớn như vậy. Thì năm 2022 bất chợt đi được một cái show diễn làm cho em bừng tỉnh là sao mấy năm qua mà em mất thời gian vào những cái không làm gì cả. Tại vì thời gian đó em đóng băng thì cũng chả làm gì, chơi em chỉ tập trung vào học thôi. Tại sao mày mất thời gian vào những cái đó? Sao mày không sáng tác tiếp đi? Sao mày không làm nhạc tiếp đi? Mày không học hỏi thu âm? Mày không cái này kề kiếp đi? Tại sao mình đã để đời mình nó trôi như vậy? Đúng, nó lãng phí như vậy. Cái khoảnh khắc mà em bừng tỉnh đó, nó đến theo cái kiểu nào vậy Hoàng Anh? Nó đến rất bất chợt, nhưng mà nó lại lưu lại cực kỳ lâu. Và lúc đó em đang đứng, em vô tình thôi, em đi một cái show diễn ở phố đi bộ, và tự nhiên thấy hình bóng của mình ngày trước ở trên đó, đang vừa xem cái ký ức vừa trong đầu em nó chạy. Nó nói là
đây mày này, mày ngày trước đây này, The Voice này, nó đâu phải là một chương trình nhỏ. Đúng rồi em, trời, cái sân khấu chung kết The Voice của em nó thật sự bùng nổ với những phần trình diễn của em mà. Cho nên là cũng đã từng diễn trên sân khấu lớn như vậy, cũng đã từng gặp những người nổi tiếng này, gặp những người nổi tiếng kia, học hỏi được những cái này cái kia. Vậy tại sao bây giờ quay lại sau 9 năm mày lại đứng ở dưới? Quay lại sau 9 năm mày lại đứng ở dưới? Đau chứ? Một cái lời tự vấn quay quắt. Đã đứng ở dưới, xem những nghệ sĩ, có khi em không biết là đúng không, nhưng mà có khi em vào nghề trước họ. Đương nhiên. Thì bắt đầu là, chết rồi, lãng phí quá rồi. Giờ em đầu 2 rồi, em 20 rồi chị. Thời điểm em thi là 10 tuổi, 10 năm rồi. Không chỉ là con số đó, nó là cả một cái hành trình, cả một cái quãng thời gian của em và ba em. Cho nên là em cảm thấy nó phí phạm quá. Thì sau cái đêm mà em xem cái show diễn nó xong, bắt đầu em về nhà em lập tức em lên kế hoạch cho bản thân mình trong năm nay. Chuyển chương. Chị tin rằng là em vẫn được chọn. Và tại sao chị nói là em comeback, thì chị tin khả năng thành công của em biết không? Tại cái khoảnh khắc em phản tỉnh đó đó. Một người không có thực lực, một người không có dây dứt về vấn đề của mình thì họ thường không thành công. Mà cái người không dây dứt, không có thực lực, họ không có xuất ra được, họ không có bừng tỉnh được ở cái thời điểm em đứng ở dưới sân khấu ở ngoài phố đi bộ. Cái gì mà khi mà đã được chọn thì cái việc mà mình có làm một cái việc gì khác cũng không thành. Em cũng đã từng, lúc mà em bị đóng băng, em cũng đã từng suy nghĩ là hay mình thôi, hay mình buông đi. Lại nhớ lời của ba mẹ, mình làm cái kiếm cái việc gì đó và ước lương ổn định, rồi bắt đầu là để dành tiết kiệm, xong rồi là với vợ hoặc là về quê ba mẹ sống với ba mẹ. Nhưng cái đó là cũng là một cái suy nghĩ chợt qua lúc mà em mệt nhất, có khoảng thời gian em cực kỳ stress luôn, tại vì là những cái bài báo tự nhiên ở đâu đó nó lại trồi lên, lại nhắc đến em trong cái khoảng thời gian em thi The Voice và em đăng quang. Tự nhiên em đang ở trong một cái khủng hoảng chung với một cái nhóm nhạc, thì bắt đầu lại trồi lên những cái bài báo nhắc lại quá khứ của em, tiếp tục là những cái bình luận không hay, tiếp là hết thời rồi, thằng nhóc này không biết đi đâu nữa rồi. Đau chứ. Em nghĩ thời điểm đó em đọc, em lại thêm một cái cảm xúc khác. Em không thắc mắc như lúc mà em còn 10 tuổi. Lúc này em đón nhận một cái người lúc đó là 17 tuổi. Em đón nhận thêm một cái cách là đúng rồi. Sau khi đọc xong 10 bài báo liên quan tới Á quân ở Việt Nhí, những Á quân hiện giờ đang ở đâu và đang có những thành tích gì, em bắt đầu em bị gọi là một cái gọi là peer pressure ấy chị. Yeah. Thì đúng là bây giờ những người bằng tuổi em hoặc là những bạn mà đã từng thi The Voice Kids, bây giờ họ đã có những cái chỗ đứng cực kỳ tốt. Mà những cái chỗ đứng đấy em, đối với em ngày trước nó chỉ là, nó chưa nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ bắt đầu nghĩ tới thì bắt đầu thấy được là nó dây, nó cay nghiến em. Em đã từng suy nghĩ như vậy đó, em từng suy nghĩ là em sẽ đi làm một việc khác, nhưng mà cuối cùng là nó chỉ chớp nhoáng, sau cùng nó chớp nhoáng luôn, đúng là chớp nhoáng, chứ nó không giống như cái bừng tỉnh ở kia là chớp nhoáng xong nó lại theo em, nó mang em đi. Thì cái hai cái chớp nhoáng là khác nhau, nó thúc đẩy luôn. Phải có những cái hành động cụ thể, đúng, chứ không có để nó trôi dạt rồi trì trệ như vậy. Cái phản ứng của gia đình trong toàn bộ cái thời gian vừa qua với em, 9 năm vừa qua có nhiều biến cố, cũng có nhiều chuyện. Thì bắt đầu là sau khi The Voice xong thì đăng quang xong thì em với ba em bắt đầu không hợp nhau nữa rồi. Tại vì hồi bé thì kiểu ba nói gì nghe cái đó. Càng lớn thì bắt đầu cái tôi của em càng lớn. Đã như vậy còn là cái tôi của một Á quân nữa. Đấy. Cũng ngầu ngầu đó. Cũng, ba thấy chưa, con chọn là con đúng đó. Thì bắt đầu Khó tìm tiếng nói chung. Sau bắt đầu là ba em có một khoảng thời gian ở trong này với em. Nhưng mà lúc đó kiểu hai ba con có nhiều cái biến cố quá rồi, có nhiều cái mâu thuẫn quá rồi. Thế bắt đầu ba em mới chọn cách là về Bắc. Em quyết định ở đây mình. Thì mà chị biết đấy, mà một cái đứa được trước giờ được bao bọc bởi ba, cũng không phải là bao bọc, ý là kiểu lúc nào cũng biết là bên cạnh cũng sẽ có ba, đến bây giờ là thấy mất mình, thì bắt đầu thấy nó cứ xa lạ, thấy nó cứ cô đơn thế nào thấy nó cứ trống vắng thế nào ấy. Vì cái hôm mà em đi coi cái show diễn đó, nó khiến cho em không có về quê 2 năm rồi. Tự nhiên cái này là do em tự áp lực hay là như nào đó thì em cũng chả biết nữa. Em chia sẻ thử để xem chị Tô Nha thấy thế nào. Sau khi em xem show diễn nó xong, bắt đầu em tự nhục mình phải thành công, rồi bắt đầu mình mới về. Thì em cũng nói cái điều đó cho ba mẹ em, thì mẹ em kêu thôi cứ về đi, ba mẹ đâu có gọi là bắt phải thế này cái kia đâu, về gia đình đi con, về cho vui gia đình cái kia. Thì em chỉ biết ngậm ngùi em kêu là thôi thì nào con về thì con về, chứ con không hứa trước. Nhưng mà mục đích thực sự của em là muốn là khi mà em về
em phải mang cái gì đó về là báo đáp cho ba mẹ em. Chị hoàn toàn có thể lý giải được vì sao em có cái sự, thực ra nó là sự cố chấp, là mình phải như thế nào đó mình mới về. Bởi vì em đã từng vinh quy bái tổ mà. Và khi em tự so sánh thì em cho rằng là bây giờ mình về, mình mất cái thế đó thì mình không về. Em không cảm thấy an toàn. Và em đặt ra trong đầu mình rất là nhiều những cái viễn cảnh là mắt nhìn của người ta sẽ là những cái thứ mà nó như những cái nhát dao vậy, nó làm cho em phải bị phanh ra trăm mảnh. Cho nên là em kỳ vọng là một ngày nào đó có MV đầu tay em sẽ về, top 1 trending em sẽ về, có một mini show em sẽ về. Các ông bố bà mẹ chỉ cần con mình báo đáp bằng sự bình an thôi Hoàng Anh. Em đợi đến cái ngày mà em rõ ràng em mới quay về á, thì em về bằng sự vinh quang nhưng tâm hồn em còn bình an không? Mà em đợi tới rõ ràng kiểu đó em mới về thì vốn em đã không về bằng sự bình an, em về bằng sự háo thắng. Chúng ta trải qua những cái biến cố vừa qua mà cả nhân loại phải đối mặt để chúng ta thấy rằng là còn thấy nhau, là còn bình an thì đã là báo đáp rồi. Thực ra cuối cùng làm người bình thường là thành công rồi em. Em hiểu ý chị Tô Nha và em cũng cảm ơn chị Tô Nha đã thức tỉnh một cái gì đó bên trong em. Những cái điều này là những cái điều mà em rất là trân trọng, tại vì là có thể là 9 năm qua chưa ai nói, cho nên chưa ai nói em, hoặc là có người nói mà lúc đó em chưa nhận thức được. Là sao ta, em cũng đã có được những cái suy nghĩ như kiểu là đây là một cái nỗi sợ thôi, ba cái nỗi sợ là em thành công rồi thì ba mẹ còn hay không, hay là mình chưa thành công mà ba mẹ đã không còn, hoặc là mình chưa thành công nhưng ba mẹ vẫn đang ở đó. Vậy tại sao mình không chọn là vẫn còn nhau, còn thành công hay không thì từ từ mình tính. Thành công là cái câu chuyện của em, không phải của ba mẹ. Cái ba mẹ cần ở em nó không có liên quan gì tới cái câu chuyện em viral hay không á. Nên là suy nghĩ kỹ đi về một cái chuyến về gần nhất có thể, ý nghĩa nhất có thể với mình. Bởi vì khi em về lại gia đình, em bình an, em về lại gia đình, thì đó mới là thời điểm mà em tự chắc chắn rằng mình đã bình an để quay trở lại với sự nghiệp. Thử suy nghĩ. Vậy thì khi mà mình kể cái câu chuyện của mình ở đây với quý vị khán giả ngày hôm nay, em muốn gửi đến mọi người theo dõi câu chuyện ngày hôm nay cái thông điệp gì? Cái điều mà em rất là muốn nói với quý vị khán giả. Em chỉ muốn mọi người lúc nào cũng sẽ bình an, lúc nào cũng sẽ phải thực sự là hạnh phúc với những cái lựa chọn và quyết định của mọi người, và phải cân nhắc thật là kỹ những cái quyết định lớn. Vì em là và ba em chưa có cân nhắc được những cái quyết định, luôn luôn là mang trong cái tâm thế là chơi thôi. Nhưng mà đến khi mà nó bùng một cái thì bắt đầu kiểu nó bị ngỡ ngàng và nó thiệt rồi đó, nó thiệt luôn rồi đó. Cho nên là mọi người phải luôn luôn là làm chủ. Em muốn nói mọi người phải làm chủ cái cuộc sống của mình, để mọi người nắm được những cái yếu, những cái lợi của chính mọi người, để mọi người có thể bước trên được cái hành trình cuộc sống của mọi người. Em thì em vẫn chưa làm được, cho nên là em cũng muốn cái câu nói của mình để nhắc nhở bản thân, ràng buộc bản thân, ràng buộc bản thân. Để em cũng sẽ nhìn vào đó để em học được cũng từ chính những cái lời mà em nói và những cái lời khuyên của chị Tô Nha ngày hôm nay. Chị cũng hy vọng là em sẽ tự tháo dây cho chính mình, nối lại với những cái điều căn bản, rồi sau đó mới có thể tự do mà tung tẩy được, tự do để có thể feel clean trong sự nghiệp của mình được ha. Rồi. Cảm ơn Hoàng Anh và quý vị khán giả thân mến đó. Mình cũng hy vọng rằng là thông qua câu chuyện này mọi người cũng sẽ tự định nghĩa lại những cái mục tiêu mà mọi người đang theo đuổi. Bởi vì đôi khi chúng ta có thể ban đầu là thiết lập mục tiêu, trên hành trình đạt được mục tiêu, biết đâu chừng chúng ta lại bị chính cái mục tiêu đó thao túng ngược lại cuộc đời của mình. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Ai Cũng Có Chuyện tuần này cũng đã hết rồi. Chúng ta đành phải tạm biệt nhau và chúc quý vị khán giả sẽ có một đêm ngon giấc, nạp đầy đủ năng lượng để ngày mai chúng ta lại quay trở về với công việc, với việc học, với việc làm của mình một cách bình thường thôi. Để chúng ta thấy rằng là đôi khi hạnh phúc chỉ cần được là người bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ, bây giờ bạn chủ động giới thiệu của mình những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, như họ và tên, ngày tháng năm sinh, công việc hiện tại và nghề nghiệp hiện tại, cũng bạn cũng đang ở đâu, những cái thông tin cơ bản trước nhá, để tụi mình làm quen nhau. Dạ vâng ạ. Em tên là, em xin chào lại một lần nữa, em xin chào ban tổ chức chương trình Hẹn Hò ạ. Em tên là Lê Thị Tùng Vi, em sinh năm 1994, hiện tại em 29 tuổi ạ. Dạ. Hiện tại em đang làm việc kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là ở quận 5. Quê em ở Bình Định ạ. Dạ. Rồi. Tường Vi làm kế toán làm dạ. Cho công ty hay là tư nhân hay là công ty gì vậy? Dạ, em làm công ty tư nhân ạ. Công ty tư nhân.
Thu nhập của bạn một tháng trung bình là bao nhiêu? Dạ, trung bình 10 triệu ạ. 10 triệu rồi. Bạn là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu sao? À, em tự thấy mình là một người hiền thật thà. Dạ, với lại theo em thấy bản thân em là một người kiểu như là hơi hướng nội, nhưng mà bên trong em là một người hướng ngoại. Khi mà kiểu như em quen rồi á, em kiểu như mới lạ thì em sẽ kiểu như là em trầm á, em không có ít bao kiểu như là ít nói á, nhưng mà quen rồi thì em sẽ bắt đài để em nói nhiều. Thế tóm lại cái đấy nó là hướng nội hay hướng ngoại? Cũng có hướng nội cũng có hướng ngoại. Rồi. Dạ. Bạn tự cảm thấy bản thân mình hướng nội ấy, là ví dụ như có những cái lúc mà một mình cô đơn thì nó sẽ hướng nội theo cái phương pháp gì, ví dụ như ngồi một mình hay là sao? Dạ, em thường thì em muốn mình ở một mình hoặc là đọc sách nghe nhạc vậy đó. Ngồi một mình đọc sách nghe nhạc. Dạ, những kiểu như là cả ngày thì mình làm việc rồi mình ra ngoài rồi mình giao tiếp rồi nó kiểu như là nó gọi là nó mất mất năng lượng đó. Thì tối thì em muốn ở một mình hơn là em sẽ đi gặp bạn bè. Dạ rồi. Cho mình hỏi về tình trường của bạn đi. Dạ, em cũng ít quen, nhưng mà đại khái là quen những mối tình nó gọi là nó lịch dở dang không tới đâu á. Đa phần là em là đơn phương. Đa phần đơn phương. Thế con đã từng có một mối tình nào chính thức chưa? Đã từng có Dạ, một dạ mối tình chưa nào? ạ, dạ chưa. Chưa từng có một mối tình chính thức. Dạ. Bạn là sinh năm 94 mà chưa từng có một mối tình chính thức, thì Dạ. bạn nghĩ xem là cái vấn đề nó sẽ nằm ở đâu? Mình khó quá hay là sao ạ? Dạ. Dạ không, em thấy cũng em đâu có khó. Alo. Dạ, alo ạ. Alo, rồi thì bạn 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 thấy là vấn đề là mối tình ấy, tại sao mà mình chưa gặp được một mối tình chính thức mà song phương hai người yêu nhau á? Là bạn có một cái lý do gì cho cái việc đó không? Đại khái là cũng hai bên chứ không phải riêng gì mình em. Nhưng mà em thường là em đơn phương người ta đó, là đó giờ là em đơn phương bao nhiêu người rồi, những người bạn trai mà em đơn phương đó, họ có chung một cái gu với nhau không, hay là mỗi thời điểm em lại thích một người khác? Em đơn phương hai người thôi chị. Ừ, thì hai người đó nó có đặc điểm gì giống nhau không, hay là ở một thời điểm em đơn phương là cái gu của em như thế này, còn thời điểm kia là cái gu của em kiểu khác? Có một người em đơn phương hồi đi học, suy nghĩ lúc đó của mình nó cũng ấy, nó cũng chưa có gọi là, nó gọi là bồng bột của chị. Còn suy nghĩ bây giờ thì nó khác. Một người lúc đi học, một người lúc đi làm hả? Dạ. Là hai người này ở hai thời điểm là hai cái gu là khác nhau đúng không? Dạ đúng. Ừ. Cái người lúc đi học thì sao? Người Đi đó làm học. sao? Đẹp trai, học giỏi, thông minh. Dạ, bạn đó học giỏi. Ừ. Chỉ học giỏi thôi là mình thích. Dạ. Đẹp hay xấu? Dạ sao ạ? Đẹp hay xấu? À, bạn đó ưa nhìn thôi chị, không không có phải đẹp. Rồi còn bạn lúc đi làm thì sao? Em thích gì ở điểm bạn trai lúc đi làm? Dạ, bạn đó có suy nghĩ, chín chắn, trưởng thành, cũng quan tâm, chia sẻ. Dạ. Không lắng Quan nghe tâm ạ. đến mọi cô gái đúng không? Dạ, Như công riêng việc mình ổn em đúng định, không? dạ, có tương lai ạ. Nhưng mà đây có phải là cái gu mà em mong muốn ở cái người bạn trai sắp tới của em không? Dạ, cũng có chị. Dạ. Nhưng mà em xin bổ sung thêm là hiện tại em cũng mong muốn tìm một người gọi là cùng quê với em á, ở Bình Định á. Dạ.
Ý là nếu mà được thì em mong muốn là ở Bình Định hơn. Mình định mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà dạ. Bạn nói như thế nào nữa về Ý công là việc nhưng về mà hiện tại là ở quê em thì chỉ có mình mẹ em sống thôi, ba em mất rồi. tuổi? Dạ thì em muốn mong muốn sau này dụ như mà ưng nhau về thì em mong muốn là ở gần để qua lại chăm sóc dễ hơn á, hai bên dễ hơn dạ. Là sao? Tức là em mong muốn là em sau này em sẽ về Bình Định hay là em ở trong này? Ý là không phải tại vì công việc ở đâu thì mình sẽ ở đó, nhưng mà khi mà mình về mình có tuổi rồi á chị. Dạ Trời, chưa mình gì sẽ đã nghĩ đến chuyện có tuổi rồi. Chưa tới dạ 30 tuổi mà đã suy nghĩ đến chuyện có tuổi rồi. không. Ý của em là muốn một người để cùng cùng quê sau này mà có đi về quê mỗi dịp Tết đến là về quê hay là dịp lễ Tết gì đó thì là nhà nội cũng được mà nhà ngoại cũng được đúng không? Dạ Đi qua đi lại cho nó dễ đúng không? dạ Thế xong kiếm một anh chàng ở trong khu vực trong này luôn thì những cái ngày thường là dành cho gia đình anh ở trong này rồi ngày lễ như Tết mình về mình chọn một cái dịp lễ với lại mẹ mình cũng khó chị. đúng không? Nếu mà em cùng quê em cùng quê em về là được 3 ngày thì em ở với mẹ em được 1 ngày, em ở nhà chồng em 2 ngày, thay vì vậy thì em ở trong này với bạn trai thì em về em chọn với mẹ em được 3 ngày luôn. Dạ thì ý là em mong muốn tốt hơn là điều kiện tốt hơn thôi chứ không phải là em không muốn. Đấy là chị chỉ phân tích để cho em hiểu là ở đâu Dạ nó cũng sẽ thì có cái lợi và cái không lợi cho mình thôi. dạ thì em vẫn suy nghĩ như chị nói là không được thì Còn nếu mà không được thì là một vài tỉnh khác mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được đúng không? dạ dạ đúng rồi. Rồi em làm dâu được không? Dạ được chứ. Này tự tin như này là có thể là nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa được đúng Dạ không? Ok. Rồi về ngoại hình, về tuổi tác của bạn trai thì như thế nào? à, tuổi thì em thấy cũng không quan trọng tuổi, quan trọng là bạn đã chín chắn suy nghĩ trưởng thành, có chí công tín. Quan trọng tuổi có nghĩa là nhỏ hơn em cũng chấp nhận luôn. Dạ không. Đó thì chị đang hỏi tuổi là khoảng Bằng nếu tuổi như hoặc là hơn tuổi chị. bằng hoặc hơn tuổi, Dạ nhỏ hơn 1 tuổi được không? dạ được, nhưng mà nhỏ nhiều quá không được chị. Rồi nhỏ 1 tuổi đúng không? Dạ Nói chung là phải chững chạc đúng không? dạ Rồi về ngoại hình đặc biệt không nè? ngoại hình thì cao, có chiều cao chút chị. Tại em hơi Có chiều lùn cao là quá. bao nhiêu thì cao là được? Dạ 1m7. Em 1 mét bao nhiêu? Em 1m54 ạ. Rồi bạn trai từ 1m67 trở lên được không? Dạ được. Rồi tiếp tóc tai rồi mặt mũi thì sao, có yêu cầu gì đặc biệt không? Cao thấp, Dạ cao không. rồi thì có ốm hay gầy hay gì Cao không, thì bây gầy giờ thì không? ưa nhìn là được là chị. Dạ. Ưa nhìn. Có cái gu nào nhất định không Vi? Em có thần tượng một ai hay là em mong muốn là bạn trai của em mà có một cái nét gì đó của ai không? Dạ không chị, em có thần tượng nhưng mà em cũng không mong cầu là người ta giống như như là anh đó Thì em dạ. thần tượng ai, em thần tượng ai chị nói Em đi nghe thần coi. tượng Z gần chị. Tại vì nó cao sao em cũng không mong muốn. Thần tượng thôi đúng không, nhưng không Dạ phải mình em thần tượng mình yêu thích là gì cái đó theo tuổi thơ, theo thanh xuân của em cũng lâu rồi. rồi. Ok rồi, về đặc điểm tính cách hoặc là về những cái thói quen của bạn trai thì em thích một chàng trai như thế nào và em không thích một chàng trai có những cái thói quen như thế nào? Dạ em thứ nhất là em thích một bạn rất quan tâm, chia sẻ và lắng nghe, tôn trọng, tin tưởng. Còn em không thích một bạn nam mà hút thuốc ạ. Hút thuốc và đặc biệt là phải biết quan tâm tới bản thân mình. Dạ. Gia trưởng đó chị, em không thích gia trưởng nữa. Dạ. Không hút thuốc, không gia trưởng đúng không?
Ok. Rồi, ok. Cảm ơn Vi nhiều ha. Thì đây nó chỉ là một cái buổi phỏng vấn ban đầu thôi. Bây giờ em sẽ giới thiệu trước thông tin giúp chị đi. Tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đang làm là gì ha? Vâng, em tên là Huỳnh Thanh Ngọc. Em sinh năm 1990. Em đang làm MC về các kỹ thuật đồ. Huỳnh Thiên Ngọc em. Huỳnh Thanh Ngọc ạ. Huỳnh Anh Ngọc. Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Ok. Vậy thì là Thanh Ngọc là quê ở đâu? Quê em ở Hà Nội. Nếu mà chương trình ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh á thì em vẫn có thể vào được đúng không? Vâng ạ. Là hiện tại là em đang làm MC và ca sĩ tự do ở khu vực nào? Ở ngoài Hà Nội Ở thôi Hà hay Nội là luôn có chị ạ. Em làm tổ chức thực hiện ví dụ tiệc cưới này ở cái công ty đó kiểu. là đã có khi nào vào đây để đi làm chưa? Rồi, ok. Bây giờ Ngọc chia sẻ một xíu về bản thân em đi, em là cô gái như thế nào ha? Có những cái điểm mạnh, điểm yếu ra sao nè? Cô ấy như nào ạ? Em người sống độc lập, việc tài chính tự chủ. Nói chung là điểm mạnh thì đấy như em nói, em tính thoải mái, vô tư. Chủ yếu là em không biết nhiều, và chủ yếu là em không biết ai, em không nói nhiều. Không thích ai là sẽ im lặng thôi đúng không? Rồi, thế thì trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi Ngọc? Trước giờ khoảng năm ạ, tại vì em là mẹ đơn thân. Ok, vậy thì em chia sẻ về cái chuyện em làm mẹ đơn thân đi. Là em quen người đó như thế nào, có cưới xin hay là không ha, lý do vì sao nha. Không ạ, em là mẹ đơn thân thì đúng là không hôn năm 10, em sinh bé năm 19 tuổi, em nuôi đến bây giờ. Còn lý do thì các bạn người trẻ, cái người mà em có con thì cũng không có tình cảm mấy, thì nhưng mà em nuôi cái, nói chung là cái cá tính bản thân và cái lý trí thì mình lựa chọn làm mẹ đơn thân thôi, thì em quyết định. Là con em là bây giờ bao nhiêu tuổi, trai hay gái? Bé nhà em là con gái 14 tuổi. Con gái 14 tuổi rồi. Là hiện tại là đang ở với em thôi, là có ai phụ em chăm sóc không? Ở với em và gia đình em vẫn ở với gia đình em. Thì sau cái chuyện tình đó thì em có tìm hiểu ai khác không gần đây á? Nói chung là bất cứ ai thì chắc cái hẹn hò cũng yêu đương, nhưng mà vì công việc của em thì nó đa phần là phải đi nhiều ấy. Em đi nhiều, em không có thời gian ở nhà lắm, em không có thời gian hẹn hò, không có thời gian gặp ai mấy, với công việc của em nó cũng đặc thù, đa phần là em không không có cơ hội để gặp gỡ những cái người mà mình nghĩ là nó hợp với mình ấy. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp, em chia sẻ chi tiết luôn nha. Thực sự thì em muốn em thời điểm này thì em không không phải tìm kiểu bạn trai kiểu đẹp trai hay là như nào đấy, mà em muốn tìm một người mà có ý định lập gia đình. Em thực ra là em rất là ưu tiên cho đàn ông mà có con riêng, đặc biệt vì con trai chẳng hạn, thì em có con gái rồi, em không muốn con trai, thì em rất là mong tìm được một người đàn ông mà em là single mom đúng không, em muốn tìm một người đàn ông nào mà đã từng lập gia đình cũng được, hoặc là nuôi con một mình cũng được đấy. Là mà cơ bản là người ta phải phải nghiêm túc, phải có ý định kết hôn chứ. Đến thời điểm mà em cũng yêu nhiều người, nhưng mà nó chỉ dừng lại hẹn hò với cả lãng mạn, thì em đến thời điểm mà em không có thời gian cho vấn đề đấy nữa. Rồi, ok. Vậy thì tuổi tác, ngoại hình, tính cách này kia thì như thế nào? Tuổi tác, ngoại hình ạ. Nói chuyện thật lại, ngoại hình thì đương nhiên là ưa nhìn rồi. Mà tuổi tác thì em cũng muốn là hơn em khoảng tầm 5 đến 5 tuổi đến 10 tuổi. Em thêm 90 thì em hy vọng là người khoảng trên 80 rồi. 80 hoặc tám mấy chẳng hạn. Còn công thì chắc chắn là phải 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 quan trọng là chính thì em cũng không lo lắng lắm, nhưng mà em cơ bản là em mong muốn là người ta phải nghiêm túc, nhiều người ta cứ yêu đương xong để đấy hẹn hò thì em không có thời gian nhiều lắm. Rồi thế thì bây giờ người này đang ở đâu thì được em? Ở ngoài Hà Nội hay là trong thành phố Hồ Chí Minh hay ở bất kỳ đâu? Nói chung là chắc chắn là vì em không có thời gian, em cũng hay đi nhiều, chắc chắn là em muốn tìm một người nào đấy cũng cũng ở ngoài Hà Nội chẳng hạn. À, là ở ngoài khu vực Hà Nội thôi. Là người Nhưng ta mà làm việc, nhất là người ta làm việc ở đấy. Nhà đâu thì em cũng không quan tâm lắm, nhưng mà ý là đang làm việc tại nội thì mới có thời gian gặp gỡ nhau. Rồi, ok, vậy thì em chia sẻ, thể hiện thử một cái ca khúc nào đó chị nghe đi, cái tài lẻ của em á. Hát gì ạ? Em cũng đang đi làm, em cũng đang ngồi cách đám cưới có 100 mét thôi, hát thì hơi buồn cười, không sao. Nhỉ? Rất bị ngại, em nhìn màn hình không thấy ai ấy.
Ừ, không sao, cứ hát đi, tụi chị vẫn nghe. Yêu anh yêu những giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu chỉ anh thôi. Yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì. Được chưa? Rồi, ok. Ngọc nhiều ha, thì có gì là chương trình sẽ báo lại cho em biết sớm nha, nếu mà mình được chọn cũng như có người phù hợp ha. Rồi, ok, chào em. Ừ, chào em. Chia sẻ về bản thân và tuổi đúng không em? Dạ đúng chị. Chị sinh ngày 20 tháng 6 năm 1979 và chị đã kết hôn một lần và chị đã ly hôn được 13 năm rồi. Cho em xin lại họ tên nha. Vâng, chị là Mai Linh Chi. Mai Linh Chi. Rồi, quê của mình ở đâu? Chị ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Công việc hiện tại của mình là gì chị? Chị làm tóc em ạ. Vậy thì nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chị có vào được không? Chị vào được em. Rồi, ok. Bây giờ chị chủ động chia sẻ giúp em nha. Về họ tên, tuổi, quê quán. Rồi, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Sinh năm 1979. Chị đã ly hôn một lần. Nghề nghiệp của chị là chị làm tóc. Chị về cuộc hôn nhân như chị ở với nhau bao lâu, có con chưa? Lý do vì sao ly hôn? Ở với nhau, chị kết hôn được 15 và chị có hai cô con gái. Năm nay hai cháu đều đi học đại học. Và hai vợ chồng đã chia tay được hơn 10 năm rồi. Cái lý do là hai vợ chồng, bởi vì là anh ấy thích đẻ con trai nên là chị không muốn đẻ con nữa, cho nên là hai vợ chồng đã chấm dứt cuộc hôn nhân để cho anh ấy đi lấy vợ khác và anh ấy đẻ con khác. Chị ở một mình và nuôi hai đứa con. Là chỉ vì cái lý do đó thôi. Là tới giờ anh đã có con trai chưa chị? Anh ấy lấy vợ và có hai cô con gái mà. Là vợ ở với cô vợ đó. Vẫn ở với cô đấy. Chị về chị ở chung với mẹ chồng. Nên là đến nay thì các con chị nó cũng đi học đại học hết rồi. Chị ở một mình thì chị muốn tìm một người bạn để cho nó những người bạn phù hợp với chị thì có thể chị đi thêm một bước nữa để cho sau này về già mình dựa dẫm tuổi già ấy. Là ly hôn với chồng thì chị vẫn ở với nhà chồng. Chị ở với nhà chồng được một thời gian ngắn thôi, được 6 năm, thì bây giờ chị ở riêng rồi. Rồi trong 10 năm đó, chị có tìm hiểu ai không? Chị có tìm hiểu qua một người, anh ấy làm công an, nhưng mà xong cuối cùng lúc bây giờ con chị vẫn còn đang học phổ thông ấy. Nó chưa đi đại học, thế chị bảo anh ấy chờ đợi 1-2 năm nữa, con chị nó đi đại học thì về sống chung với nhau cũng được. Nhưng mà anh ấy không chờ đợi thì anh lại đi lấy vợ khác. Rồi bây giờ chị tham gia chương trình, chị mong muốn tìm người như thế nào? Chị tìm một người nói chung là hơn tuổi chị. Và một người đấy nếu như được ở gần chỗ chị thì càng tốt, mà nếu như không thì ở xa cũng được. Nhưng ở xa thì phải có điều kiện một chút để có thể là chị bước đến hôn nhân. Còn nếu như mà những người đấy mà khó khăn, hoàn cảnh cũng giống như chị thì có thể đến đây chung sống thì được. Là chị có tiệm tóc tại nhà luôn hả chị? Chị có tiệm tóc tại nhà. Rồi, còn yêu cầu gì đặc biệt về người này nữa không? Tính cách. Tính cách thì chỉ cần người đấy thật thà, nói chung là biết lo lắng chăm chút cho gia đình của mình là được. Chứ chị cũng nhiều tuổi rồi cho nên chị cũng chẳng kén chọn nhiều, chỉ cần có người bạn mà người ta biết chia sẻ, đồng cảm cùng với cái hoàn cảnh của mình thì chị thấy phù hợp. Chứ bây giờ bảo tuổi này rồi thì còn tìm chọn được ai nữa em. Rồi là người này có không quan trọng là ở đâu đúng không? Chị có thể yêu xa nào? Ở đâu cũng được. Nếu như ở xa một chút mà có thể là đón chị về thì người đấy cũng phải có điều kiện một chút. Còn nếu như mà những người mà hoàn cảnh nó cũng tương đồng giống như chị đến đây ở cùng với chị càng tốt. Dạ rồi. Chị ở có một mình thôi mà con chị thì các cháu nó cũng lớn, nó đi đại học. Chị chỉ ở nhà có một mình thôi. Rồi ví dụ như là
tham gia thì hai con chị có biết không? Con chị đã đăng ký cho chị đấy chứ. Con chị cũng muốn chị có bạn và lấy thêm một người chồng nữa từ lâu lắm rồi, nhưng mà chị cứ bảo các con cứ học thật tốt và đại học hết rồi thì chị ở nhà một mình. Con chị là hai con gái là sinh năm bao nhiêu? Cháu lớn cháu 2001, cháu đang học ở trường đại học kinh tế quốc dân ở Hà Nội. Còn cháu bé 2004 thì cháu đang học ngoại ngữ. Ừ. Sang năm cháu cũng đi du học ở bên Nhật. Dạ rồi, chị có tài lẻ này thiếu gì không? Chị chả có cái gì đâu em. Chị cũng bình thường thôi. Ừ. Chị cắt tóc á, làm tóc là làm tóc nam hay nữ? Chị chỉ chuyên về nữ thôi, chị không biết là làm tóc nam. Ừ. Chị làm tóc với lại chị bán thêm mỹ phẩm. Làm tóc. Là bán mỹ phẩm tại nhà hay là online? Chị bán tại nhà chứ chị cũng ít bán online đó. Dạ rồi, ok. Hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi ha. Nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho chị để chị sắp xếp nha.